chị lên chia sẻ câu chuyện của anh bạn nhé. Dạ vâng. Thần thì cũng xin giới thiệu qua với hệ thống mình một chút. Thế là có một số anh chị em mới vào ấy. Thần sinh năm 1979 và thần sống ở Nghệ An. Nhưng mà thần cũng xin phép nói giọng của mình một chút, bởi vì để cho chị em có dễ nghe một chút nhé. Bởi vì thần nói giọng Nghệ An thì nó nói nhanh lắm. Thì hôm nay thì thật sự cũng rất là vui là thần cũng gọi được anh ấy vào nghe Zoom, buổi Zoom ngày hôm nay ấy. Thì hôm nay cũng không biết anh ấy có ngồi được đến bây giờ không, bởi vì anh ấy chiều nay hôm đi đi tiêm Covid về, đang kêu bị sốt mà cũng thần nèo mãi đấy. Anh ấy cũng bảo vậy, thần được rồi anh sẽ vào nghe cùng. Thì thật sự câu chuyện của anh Tuấn thì nói chung cứ nhắc đến là thần cứ cảm thấy là nó rất là xúc động, bởi vì anh ấy là chơi với bọn thần từ nhỏ ấy. Đó thì là anh ấy bị viêm gan B đã 15 năm rồi. Đó thì cái thời gian đầu thì nói chung cũng rất là thương, bởi vì cứ nghe đến là cái viêm gan B thì là nó không chữa được ấy, thì cũng rất là cảm giác như là một cái bệnh mà không chữa được, cái cảm thấy nó cũng hơi hững hụt một chút với bạn bè của mình. Thì thời gian đầu thì anh cũng riêng đi bệnh viện và chăm chữa thôi, nhưng mà ở bệnh viện thì cũng thuốc thang bình thường như thế, rồi về điều trị ở nhà, rồi ai bày cái gì ở đâu thì thuốc lá hay thuốc gì ở đâu thì anh cũng rất là chăm chú. Mà nhất là cái ở bên Tây thì thường thường là người ta không kiểu là kiêng rất là nhiều ấy cả nhà, kiêng rất là nhiều. Đó thì thành ra cái thời điểm anh ấy thì được cái rất là tuân thủ, bác sĩ bảo kiêng như thế nào là anh ấy kiêng hết hoàn toàn, không dùng một cái gì mà không tự ý dùng cái gì cả. Cả nhà có nghe tôi nói gì không? Chị ơi nghe rất rõ ạ, giọng chị rất là hay. Vâng ạ. Cảm ơn. Thì thực sự thì anh ấy thì rất là nghe lời và rất là cũng rất là lo cho sức khỏe. Thành ra anh ấy không bao giờ uống hay là dùng bất cứ một cái gì như là rượu bia hay là gì hết, bởi vì từ ngày anh cũng rất hiền lành. Nó thì cho tới cái năm 2020 tháng 11 ấy, tháng 11 chứ không như lần trước thần hơi nhầm một chút là tháng 12. Câu chuyện thần cũng chia sẻ nhiều. Nhưng mà tháng 11 2020 vừa rồi thì là anh ấy kiểu là cái tình trạng là cái viêm gan của anh ấy 15 năm thì như là theo như bên chúng ta học ở bên dinh dưỡng thì là biết được là nó cái di căn lên cái não gan ấy. Nhưng mà ở bên Tây y thì người ta không nói não gan đâu, thì người ta chỉ nói là kiểu cái giai đoạn của anh ấy bị nặng rồi ấy, thì nói di căn lên ấy, chứ bên đấy người ta không biết là não gan. Như bên mình là biết được đấy là cái bệnh não gan. Thì giai đoạn đấy thì anh ấy hôm đấy thì anh ấy đang nấu ăn bình thường cho con, vì thời điểm đấy thì vợ anh ấy đi làm xa đấy, thì là anh ấy nấu ăn cho con xong thì bỗng dưng thế là anh ấy kiểu là bắt đầu nó lên não, thì nó quay cuồng ấy, nó quay cuồng làm cho anh ấy mất trí nhớ tạm thời, và thậm chí kiểu là nó xoay vòng anh ấy, là anh ấy cuồng lên, anh ấy kiểu là đập phá ở trong nhà ấy, kiểu là nó quay cuồng, nó bẩn lên cái não của anh ấy. Thì là sau đấy thì là cũng có bé gái đầu thì cũng lớn rồi, thì nó cũng biết, nó gọi cho anh em và người hàng xóm đấy. Thì tới thì anh ấy kiểu là vật vã, kiểu lúc đấy không phải là anh ấy không làm chủ được bản thân đâu, lúc đấy thì anh ấy gọi là biếu được ai là anh ấy đấm đập, rồi là anh ấy làm vùng vằng lên. Thì sau đấy mọi người cũng đưa anh ấy đi bệnh viện. Đi bệnh viện thì trên đường đi thì anh ấy cũng cứ đập phá ở trên ô tô ấy. Thì nhất là cô em út ấy cũng chịu trận anh ấy hôm đấy rất là thương ấy. Thì anh ấy cứ níu và đập như thế, gọi là không làm chủ được bản thân gì hết, mà không biết được cái gì, gọi là thời điểm đấy là anh ấy gọi là mất trí nhớ tạm thời luôn, anh ấy không nhớ được cái gì hết. Thì cho tới khi tới viện thì thậm chí ở viện người ta cũng nói là chắc anh ấy uống rượu, chắc là người là nghiện rượu ấy, bởi vì người rất là gầy gò xanh xao, cái bệnh gan này như thế. Thì vào thậm chí là bác sĩ cũng bảo là ôi chắc là nghiện rượu rồi còn gì. Nhưng mà thực ra thì vào thì anh ấy hôn mê mất mấy ngày, như là 3 ngày. Thì sau đấy thì bác sĩ cũng nói là cũng hơi khó ấy, bởi vì thời điểm đấy thì cũng đã kiểu là nó di căn lên não rồi, thì kiểu nó làm cho mắt anh ấy cũng có hơi mờ mờ nữa. Nhưng mà giai đoạn đấy là mình nằm không bất tỉnh thì không biết cái gì đâu. Nhưng mà sau 3-4 ngày sau thì anh ấy tỉnh lại thì anh ấy có uống được ngụm nước, rồi sau đấy thì bác sĩ cũng nói thôi thì bây giờ bệnh này thì cũng như thế thôi, cũng không tiến triển được thêm nữa ấy. Thì là anh ấy cũng ở lại điều trị thêm một tuần, được làm một tuần thì sau anh ấy về. Thì nói trong cái thời điểm đấy thì bạn bè thần ở ở quê ấy, thì anh em chơi với nhau ở quê mà từ nhỏ, thì bạn bè thấy như thế thì nói chung là chơi thân, rất là thân.
thì bạn bè gọi điện là bảo là Tuấn nó ốm rất là nặng, thì tình hình như thế nào bây giờ làm sao đây, thì thần bảo là bây giờ ở bệnh viện thì người ta không cho vào thăm đâu, chỉ có bây giờ một anh ấy về thì mới 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 thăm được ấy, chứ còn không mà bây giờ mà mình đi viện thì cũng không thăm được cái gì cả, người ta không cho vào. Thế thì là bây giờ chỉ ở nhà lại cứ chờ nhau thôi. Thế Thuần bảo là thôi bây giờ hôm nào mà anh ấy về thì là mọi người nhớ báo cho Thuần biết là Thuần sẽ về ngay. Thì chỗ Thuần này cách chỗ anh ấy 35 cây số. Thì là hôm đấy anh ấy về chiều hôm nay thì bạn bè Thuần là gọi hết đứa này gọi sang đứa khác gọi. Thế là ngày mai thì Thuần quyết định đi về thăm anh ấy luôn, không chần chờ gì hết cả. Thì Thuần nói với chồng là thôi anh ơi sáng nay em không đi làm và em sẽ về thăm bạn. Thì em nói thì chỉ nói thế là chị về luôn. Và về đến nơi thì rất là lạnh, trời thời tiết nó lạnh tháng 11 ấy, rất là lạnh. Lạnh thì qua thăm thì thật sự là nói là thấy anh rất là thương, gầy gò mà xanh xao, mà thật sự là con người của anh ấy rất là hiền, bạn nhìn bạn tính rất là hiền, thương vợ thương con á, nhìn cái tình trạng anh ấy hôm đấy thì rất là thương thương lắm đó. Thì ngồi nói chuyện một chút thì anh ấy cũng rất là cảm động, anh bảo là thôi cảm ơn mọi người, mà chất là cô là ở xa ấy, thì là cô đã trời lạnh như thế này mà cô cũng chạy về đây thăm anh. Thế là cô bảo cái tình cảm anh em là quan trọng, chứ anh đừng có nói anh nghĩ gì cả. Thì ngồi một lúc thì thấy anh ấy, anh bảo là anh ngồi thế nhưng mà thấy mắt nó hơi mờ mờ, anh không thấy được rõ đó. Đó là kiểu nói xi căng lên mắt làm mắt anh ấy không được rõ. Thế thì cho thần cũng bảo là đây anh em mệt quá thì anh nghỉ. Nhưng anh bảo không, anh ngồi được, ngồi nói chuyện ít, mấy đứa cứ nói chuyện đi, anh nói chuyện ít là được. Thì anh có kể chuyện sơ sơ như là lúc nãy giờ chị kể. Thì sau đấy thì nói chung là nhìn anh ấy rất là thương, thì như trước đây là Thuận cũng rất là muốn chia sẻ cho anh ấy cái dòng sản phẩm gốc nét của bên mình. Thực ra thì sản phẩm bên mình là mẹ Thuận đấy dùng 2 năm rồi, cả bản thân cũng thế, nhưng mà rất là hiệu quả, nhưng mà cứ rất là ngần ngại, cứ không biết là chia sẻ cho anh ấy như kinh như thế nào, cứ sợ anh ấy nghĩ là mình bán hàng ấy. Thành ra trước giờ tôi không dám chia sẻ, nhưng mà hôm đấy như là có một cái động lực để nhìn kiểu trực tiếp với anh ấy, và thấy anh ấy về, anh ấy rất là gầy gò xanh xao nhìn gương, nói chung là thần vẫn nhanh nhẹn khi nói chuyện với anh ấy, cái hình ảnh của hôm đấy rất là cảm động ấy. Thế là thần tự dưng như 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 thế này, kiểu là như một cái động lực ấy, cái động lực là kiểu là cái động lực thúc đẩy ấy. Nên thần bảo anh ơi em nói thật bây giờ, trước hết là hôm nay em về em thăm anh, và thứ hai nữa thì bây giờ em này em không có gì để giúp anh cả, anh ốm đau như thế em cũng không có gì để giúp anh hết, nhưng bây giờ em có cái dòng sản phẩm, em biết cái dòng sản phẩm này nó tốt cực kỳ, nó nói rất là tốt, mà nhất là cái trường hợp của anh ấy, thì em nghĩ là anh lấy đi mà dùng, em nói thật, bởi vì tuổi cũng đang trẻ, anh ấy sinh năm 76 ấy mọi người đó, anh Ngô Tuấn ấy sinh năm 76 thì đang rất là trẻ, vợ con đang còn nhỏ nữa đó, thì anh lấy đi mà dùng. Thế anh bảo là sản phẩm gì? Thế à, thần mới bảo là cái sản phẩm mẹ em dùng ấy, mẹ em dùng lâu giờ đấy. Thế anh bảo thì thế anh tưởng là cái sản phẩm đấy là chỉ dùng được mỗi bệnh tiểu đường thôi, chứ anh có biết đâu. Thế là thần cũng bảo là vâng, thì lâu giờ em cũng muốn chia sẻ với anh nhiều lần rồi, nhưng mà em cũng hơi ngại một chút, sợ là anh bà em nghĩ là em bán hàng thế này thế kia, nhưng mà hôm nay thì thật sự là nhìn anh như thế này thì em không thể kìm được nữa, em chia sẻ với anh ấy luôn. Em không nói về nhiều về sản phẩm, em cũng không nói thành phần của nó như thế nào cả, và em cũng không nói cái chất lượng của nó như thế nào, nhưng mà anh chỉ tin em là được, anh tin em đi và anh cứ dùng đi, em nói thật đấy. Hôm đấy là một hai là bảo anh ấy dùng luôn, chứ cũng không nói chuyện về là thành phần thế này thế kia gì hết, không bày tỏ nhiều, mà thần chỉ nghĩ là anh cứ dùng đi, anh dùng hết bộ sản phẩm này anh cho em cái cảm nhận và anh sẽ biết được sản phẩm nó như thế nào, chứ bây giờ em không nói, em mà nói thì anh lại bảo là cô bán hàng thì cô nói hay thế này thế kia, thì đường nào cô bán hàng thì cô cũng khen sản phẩm của cô đấy. Thần cũng nói như thế, thì anh ấy bảo thế được rồi, anh không nghĩ gì nhiều mà anh ai thì anh không nói, nhưng mà cô chia sẻ là anh ok, thế thì anh cô lấy luôn cho anh đi, anh bảo tối về em lấy cho. Thì thực sự thì hôm đấy anh ấy cũng hối luôn, rất là hối. Thần thế thì lâu giờ anh có biết đâu, biển nếu mà biết thì anh lấy dùng lâu rồi đó. Thì là thần cũng bảo là vâng, thì lâu giờ em cũng muốn rất là muốn chia sẻ, em ngại quá, bây giờ em thấy là mình đúng thật là rất là sai lầm ấy, em biết như thế này em chia sẻ cho anh lâu rồi đó. Thì anh ấy lấy luôn và anh ấy bảo, thế thần cũng hỏi luôn là anh ơi có cần phải nói với cái Chiều không, Chiều là vợ của anh ấy, nên bảo là không không cần phải nói với ai hết, cô cứ lấy đi về lấy cho anh ngay nhé. Thế là về là thần đặt cho anh ấy bộ một bộ, nhưng mà thực ra thì hôm đấy thần cũng có sẵn một bộ ở nhà, đang đang về nhà thì là cái bộ đấy là của khách Thuận, là khách bị tiểu đường, nhưng mà anh ấy cần quá, anh ấy cần quá thành ra Thuận lại chuyển cho anh ấy cái bộ đấy, và Thuận lại đặt bộ khác cho khách kia.
Thì trong cái bộ đấy thì thần lại nghĩ, thần nghĩ như là thần cũng học dom của hệ thống mình rất là nhiều, thực sự rất là biết ơn các cái buổi dom học của y học bên mình, là mình biết được thêm, ví dụ là tăng cái chất xơ cho anh ấy bảo trợ đó, tăng cái chất xơ rất là tốt đó. Thì là thần lại bỏ ra một cái hộp bột ra, thần lại thêm vài cái hộp chất xơ vào đấy, và về thần gửi cho anh ấy, và gửi thì thần cũng gọi điện và hướng dẫn cho anh ấy rất là cụ thể. Thì về cái phần mà tư vấn cho anh ấy dùng thì anh ấy rất là ok luôn, bởi vì là thần chỉ cần hướng dẫn qua một lần thì anh ấy dùng rất là tốt, bởi vì là anh ấy rất chăm sức khỏe, rất là thương. Bởi vì là như thế thì thần gửi được, thần gửi sẽ biết luôn. Anh ấy bảo đừng có gửi bưu điện nữa, lâu lắm, anh chờ rất là lâu, mà chỉ có ngày mai thôi mà anh ấy gọi cho thần cả ngày. Anh ấy bảo cô ơi hàng về chưa, gửi lên đi để anh bảo vợ cho nó ra đi lấy. Thực ra vợ đi bến xe đi lấy là phải gần 17 cây số cơ, không phải là ở gần đâu đó, ra bến xe đi lấy là khoảng 17 cây. Thế chị bảo là nếu thế có xa quá không anh, không thì em gửi bưu điện nó đưa, bây giờ người ta đưa vào tận nơi luôn ấy, đỡ phải đi. Em bảo có mấy đâu, có một tí thôi mà, nó vèo một tí là đem về đến nhà. Kiểu anh ấy cũng rất là hóng, rất là muốn có cái sản phẩm để dùng luôn đó, thì làm lấy luôn, thì lấy về thì anh ấy chụp ảnh và hàng về rồi cô ạ. Thế là bây giờ uống như thế nào nhỉ? Thế thì là cái thời điểm đấy thì thường cũng anh ấy quá gầy cả nhà, quá gầy thì thường cũng hướng dẫn cho anh ấy dùng theo cái kiểu là tăng cân, như cái bên mình mà tư vấn kiểu tăng cân ấy, thì là cái viên cái hộp bột thì là thường cho anh ấy uống ngày, thường bảo anh ấy uống ngày 3 đến 4 cốc. Thực ra thì thời tuần đầu anh thường bảo là anh ấy uống 4 cốc đi đó, thì làm uống sau ăn, thường cứ tư vấn cho anh ấy uống sau ăn đấy, kiểu như là mình uống ăn cái đồ ăn phụ ấy đó. Còn wellness viên thì làm 3 ngày sau anh ấy dùng, nhưng mà anh ấy bảo anh dùng luôn để anh không để 3 ngày sau mà anh dùng luôn. Anh dùng luôn như thế thì sau ăn là cái trời giấc thì anh ấy ngày cũng uống đều như thế, thì uống wellness của mình khoảng 3 ngày, tuần gửi combo như thế thì 3 ngày. Và cái chất xơ thì tuần bảo là anh ấy uống vào lúc nào cũng được, nhưng mà tốt nhất là uống vào buổi sáng sớm ấy, lúc ở trên giường thì dậy cá nhân một chút thì là anh ấy dùng luôn, thì anh ấy cũng làm đúng như là thuần hướng dẫn đó. Thì khoảng được 3 ngày thì anh ấy nhắn tin bảo anh sao uống cái cây phú vô vào mà anh khỏe thế nhỉ, anh thấy khỏe lắm, mới có 3 ngày thôi ấy đó. Thì là ngày ấy thuần bảo là anh ơi khỏe thật á, ừ anh thấy khỏe, uống vào khỏe thật đấy. Thế Tuyệt là cũng rất là mừng khi mà nghe anh ấy nói như thế, thần cảm thấy đúng thật là vời. sao cảm thấy hơi hối hận một chút. Thần hối hận là bởi vì sao mình không chia sẻ cho anh ấy sớm hơn thì anh ấy khỏe mạnh hơn đấy. Lúc đấy thấy rất là hối hận. Cho đến khi thì một tuần thì anh ấy là nhắn tin tiếp, hai anh em thì thường thường cũng rất là nhắn tin với nhau hỏi và thường cũng để điều chỉnh, anh ấy nhắc nhở anh ấy uống. Nhưng một tuần thì anh bảo là hôm nay anh thấy khỏe cực, anh thấy khỏe trong người mà cảm giác như là nói rất là nhẹ, như là không có bệnh ý. À, thần thì rất là sợ anh này mà khỏe rất là siêng người, thì sợ anh ấy ra đi làm vườn thì thần có bảo là anh ơi anh chưa khỏe đâu, chẳng qua là do cái cơ thể của anh với lại cái cơ thể anh nó thiếu dinh dưỡng quá nhiều ấy. Mà thật sự là rất là may, em cũng thấy rất là vui là vì cái cơ thể của anh nó hấp thu được cái dinh dưỡng và nó tốt quá, cho nên là anh mới thấy khỏe người như thế. Thế là anh ấy bảo ừ thế thì tốt quá, thì anh biết rồi, thế là anh cứ uống nha. Thế thì anh uống xong được 2 tuần thì bỗng dưng anh ấy lên đến 5 Wow, cân. có Anh hai lên tuần được 5 tăng anh ấy 5 2 tuần thôi mà anh ấy lên được 5 cân, mà thần cứ nhớ là 3 tuần cơ. Thế là anh bảo là đâu mới có 2 tuần mà 15 ngày, 15 ngày là anh uống hết hai hộp ấy, hai hộp bột ấy. Thế là anh ấy bảo là anh uống hết hai hộp bột, gần hết hai hộp bột cơ. Mà anh lên 5 cân có sao không? Có bị ảnh hưởng gì không? Kiểu anh ấy cứ sợ để lại cái di chứng gì ấy, kiểu đúng không biến em? chứng ấy. Thế là không sao đâu anh cứ yên tâm đi, để em phân tích cho. Thế là lúc đấy cũng rất là sợ, anh nghĩ sợ anh sợ. Thế anh thường nói luôn là không phải đâu, em thấy anh gầy quá, thành ra em cho anh cái điều chỉnh theo cái kiểu là tăng cân một chút, không Đúng sao đâu anh cứ rồi. yên tâm đi. Đó là hồi phục rất là nhanh luôn mọi người, bởi vì là kiểu cái cơ thể anh ấy thiếu thiếu thiếu, thiếu dinh dưỡng quá nhiều ấy, 15 năm mà không ăn uống rất là khô khan và kiêng hết mọi thứ, không được ăn cái gì chất cả. Nó thành ra ở bên Tây y thì người ta không 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 khuyên ăn thức ăn nhiều đâu, mà người ta chỉ bảo là giảm hoàn toàn, cũng như người ta giảm hết ấy. Thành ra anh ấy chỉ có ăn cơm rau như là ăn chay ấy. Vâng. Đó như kiểu như thế. Thì là anh ấy hôm đấy lên cân quá, anh ấy cũng sợ, thì anh ấy chụp ảnh, anh ấy gửi cô bảo là anh lên như thế nào, thì anh ấy chụp ảnh gửi qua. Anh gửi qua thì cô mới chị mới trêu là Thuận mới trêu là ôi số hôm nay đẹp trai hồng hào thế. Thế là anh ấy bảo là ừ anh lên cân như thế có sao không. Thế cô Thuận cũng bảo là không sao cả.
Thế là cô nói à, chị Thần bảo là thế là có được 5 cân không anh? Anh bảo ừ, anh lên đúng 5 cân luôn. Đấy, đúng 5 cân. Thì là anh ấy bảo là hôm mà anh cô lên thăm ấy là anh chỉ được 55 cân. Người đàn ông thì nó hơi gầy gò, hơi hốc hác một chút nhưng mà nặng xương ấy. Đó thì là nhưng mà hôm nay lên như thế này không sao là được rồi. Thế thì anh cứ uống tiếp. Thế là sao Thần cũng điều chỉnh vẫn anh có cần lên cân nữa không? Không thì để em điều chỉnh cho. Thì anh bảo thôi không anh như thế này thôi, anh không cần nhiều đâu. Là Đó thì là chị ơi, em xin vấn xíu là ở đây đã có anh Tuấn đã lên hình lên trên sóng rồi ạ. Thì xin phép mọi người là mọi người có thể chào anh Tuấn trên group chat cũng như là mọi người có thể nhìn thấy trực tiếp người thân người thân được không ạ? Anh Tuấn có thể gửi một lời chào tới nhóm được không ạ? Em cũng biết là anh rất là mệt thì anh có thể chào. Vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. À, một chút là hôm nay anh Tuấn có đi tiêm mũi 2 COVID về, Vâng. là lúc chiều là gọi điện thì anh bảo là không biết thế tối thế nào chứ anh đang mệt. À, lúc lúc chiều tối thì anh có nhắn tin là em cô ơi chứ anh sốt và hơi mệt ấy, không biết là tối có lên chồng mọi người được không. Vâng. À, Thần bảo sao đâu anh chỉ cần lên chứ có anh là được Đúng rồi không. ạ, tụi em là thực Xong sự rồi là rất là muốn 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 được anh lên Tuấn sóng ơi, thì nhìn thấy người thật việc thật. anh bật mic nhá, Ừ. Anh anh có thể bật bật chào hỏi mọi người một câu anh. mic. Vâng. À, em cũng biết là anh rất là mệt. Cũng rất là Lúc xúc đấy động anh khi mà ngày hôm nay nhìn thấy anh ở nhìn trên sóng cùng với mọi người nghe những câu chuyện việc thật người thật như này thì rất là xúc động. Thì em cũng xin phép là anh có thể chào mọi người cũng như là chia sẻ ngắn thôi cái cảm xúc của anh khi mà anh sử dụng cái sản phẩm dinh dưỡng mà có thể được gọi là vượt qua được cái cơn gọi là thập tử nhất sinh đúng không ạ? Anh có thể chào mọi người và anh chia sẻ một chút anh nhé. chào mọi người, Dạ mọi vâng người nghe không? ạ. Dạ có ạ. Câu chuyện của anh như như thế như Thuần cũng đã chia sẻ đó. Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà em hỏi một chút là khi mà anh cái lúc mà anh đang rất là mệt như thế và anh sử dụng cái sản phẩm của mình của công ty thì lúc đầu anh có tin không ạ? Và sau đó thì khi mà anh dùng anh cảm thấy có hiệu quả như vậy thì cái cảm xúc của anh như thế nào anh nhỉ? Thì lúc đầu anh thử dùng cái dùng nó cứ đỡ hàng ngày, khỏe hàng ngày, tầm Vâng. hàng tuần này nó khỏe lên, và đến ngày thứ 10 nó bắt đầu béo hồng lên đó, Dạ. khỏe hẳn Em nhìn thấy rồi. vâng thấy anh ở trên sóng hôm nay thì em cảm thấy rất rất là xúc động luôn ạ. Anh có thể chào mọi người và vâng chắc là hôm nay anh đi tiêm về cũng hơi mệt đúng không ạ? Anh đã tiêm 25 ngày 2 mũi cho nên 10 ngày bị mệt bực quá tiêm tiếp, chiều tiêm tiếp mới mệt. Dạ vâng. Ừ. Vâng ạ, không sao, em cảm ơn anh rất là nhiều. Anh ơi, nếu mà anh đang mệt thì anh có thể tăng cường cái sản phẩm wellness lên, đặc biệt là cái wellness bột anh nhá. Anh cứ uống ngày 2 đến 3 cốc thì chắc chắn là cái cơn sốt hay là cái mệt của anh nó sẽ nhanh cắt đi anh nhá. Em cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều ạ. Vâng ạ. Mọi người có thể highlight để chúc anh Tuấn mau khỏi khỏi bệnh đúng không ạ? Vâng ạ. Em cảm ơn anh ạ. Vâng, chắc là anh đang rất là mệt nên là em cũng xin phép là mời anh giao lưu như vậy thôi ạ. Vâng. Thì cái câu chuyện của chị Thuận rất là xúc động mọi người ạ. Từ một người bạn thân đúng không ạ? Một người bạn thân bị viêm gan B 15 năm và rồi dẫn đến những cái biến chứng nghiêm trọng đó là di căn lên não, thậm chí đến mức mà không còn tỉnh táo nhiều, mất trí nhớ tạm thời và không không còn nhận ra gia đình nhiều nữa. Thì khi mà lên đến bệnh viện thì thậm chí là bác sĩ cũng đã gọi là lắc đầu đúng không ạ? Và thật là thần kỳ, thực sự rất rất là tuyệt vời khi mà cái sản phẩm dinh dưỡng của bên mình đã khiến cho anh ấy có thể hấp thụ được rất là tốt. Bởi vì như mọi người vừa học, mọi người có thể biết được rằng là gan thì rất là cần protein đúng không ạ? Rất là cần đạm mà thực sự là cần cái đạm tốt. Thì đặc biệt là cái may mắn là cái sản phẩm Wellness bột của mình thì lại chính là một cái sản phẩm đạm whey rất là tốt và nó rất là dễ hấp thụ đến từng tế bào. Vâng, em cảm ơn chị Thuận rất là nhiều. Mọi người có thể nhanh tay ghi lại cái phần mà chị Thuận tư vấn khi mà anh Tuấn dùng mọi người nhé. Chị Thuận có thể nói lại một chút là chị Thuận đã tư vấn anh Tuấn dùng như thế nào đúng không ạ? À, ok bạn sợ. Cái thời điểm đấy thì anh Tuấn rất là gầy, và cái bệnh gan thì mọi người nói như cũng như bạn sợ Trang vừa chia sẻ đấy, là thiếu cái chất protein rất là cao. Cho nên là cái thời điểm đấy thì Thuấn cũng thật sự là như là ấy gì, như là có một cái động lực như thế Thuấn chia sẻ với anh ấy luôn, và cũng thúc đẩy cho anh ấy để anh ấy có một cái làn da nó đỡ hơn một chút. Thật sự là hôm nay nhìn anh ấy như thế là khỏe lên rất là nhiều rồi.
Còn cái hôm mà cứ cứ nhớ đến cái hình ảnh mà hôm Thuần về đấy là nó thật sự là Thuần Vân cứ Thì nghẹn nghẹn ngào luôn. Đúng rồi, nhìn rất là thương luôn. Thành ra là Thuần chia sẻ cho anh ấy là uống ngày 4 cốc cái Veganate bột đấy cả nhà, mọi người là ghi anh ấy uống đầu ngày tiên 4 là cốc. con nét bột ngày 4 cốc. Vâng ạ. Đúng rồi, ngày 4 cốc và uống sau ăn. Ví dụ như là buổi sáng thì anh ấy có thể là uống 8 giờ hoặc 9 giờ. Còn buổi chiều thì cứ là 2 giờ, 3 giờ gì đấy. Và chiều chiều tối anh ấy uống tiếp. Và khuya anh ấy đi ngủ uống tiếp một cốc nữa. Vâng. Đặc biệt mọi người Đó, nhắc còn đến cái nét bột thì nó rất là tốt cho cái người mà đang có thể trạng yếu mọi người ạ. đúng rồi. Vì cái thời điểm đấy là anh ấy chia sẻ là kiểu ăn không ngon ấy. Kiểu là ăn không không, không có cái vị giác gì. Kiểu cảm giác không là ngon. Thế nên là Thuận mới nghĩ là mình tăng cái granite bột như thế chắc chắn là nó sẽ kiểu là nó vào nó sẽ hỗ trợ cho cái tế bào gan ấy. Đó thì là Thuận cũng nghĩ như vậy, thế nên Thuận cho anh ấy uống ngày 4 cốc và cái granite viên thì Thuận cho uống sau 30 phút ăn sáng. Còn cái chất xơ thì cứ hướng dẫn cho anh ấy là uống cho trước khi ăn sáng ấy, là cả ngủ dậy thì là vệ sinh xong rồi anh ấy uống luôn. Đó thì Vâng. là Thuận cứ cho anh ấy uống cái cơ chế như thế. Vâng Thì ạ. là đến khi ấy, nói chung là bây giờ nhìn anh ấy hôm nay là anh ấy đi tiêm về mệt đấy cả nhà, chứ anh ấy còn nói trêu Thuận cả ngày, lúc chiều Vâng. là còn trêu Thuận vui lắm, đang bảo là kiểu là Covid ấy. Thì Vâng. anh ấy cách đây mấy hôm anh bảo là cô mà không về thăm là không gặp được anh đâu. Anh còn trêu như thế. Dạ Thì thực vâng. sự là không, thì Thuần cũng về rồi, vì cũng anh em cũng bảo là được rồi, hôm nào em về em dàn xếp đang còn rảnh thì em sẽ về được. Thì Vâng. anh ấy cứ bảo là không về là không gặp được đâu đấy, anh cứ trêu đùa Thuần như thế. Thì Vâng. là hôm nay anh ấy hơi mệt nên chắc là anh ấy không được tốt, chứ còn bình thường anh ấy khoảng da dẻ hồng hào, anh ấy cười cả ngày luôn ấy, rất là vui. Nói chung thì hôm nay Thuần cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã lắng nghe câu chuyện của Thuần nhé.